anh em chạy săn lấp mặt bằng mà đặc biệt những cái loại đất dính thùng ấy thì cứ một lúc là phải như vậy này, rất là xót xe luôn, nhưng mà cứ phải chịu thôi, còn hơn là lấy cuốc cào. Rồi có chạy đến hết ngày thì anh em là cũng lại phải cào thùng, chứ nhỡ ngày mai không biết là chạy cái gì thì đùng phát đi chở cát chở đá thì chỉ có chết thôi anh em ạ.